Xin kính chào quý vị, những khán giả của chương trình Nói Không với Thực phẩm Bẩn. Thưa quý vị, mỗi ngày thì quý vị chi bao nhiêu tiền cho bữa sáng của mình ạ? Có vẻ như mức giá phổ biến là từ 10 đến 30 nghìn. Và một trong số những món ăn phổ biến cho bữa sáng thì cũng chính là xôi. Tuy nhiên, nếu quý vị vẫn còn nhớ thì chúng ta đã phải giật mình về sự an toàn của xôi hành khô hay là xôi pate trong những số lần trước. Thì ngày hôm nay, những hộp xôi có giá 10.000 đồng như tôi đang cầm trên tay lại có rất nhiều những thông tin bất ngờ. Xôi thì chẳng hề có lỗi, câu chuyện ở đây thì lại là của ruốc siêu rẻ. Ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng bắt đầu câu chuyện của Nói Không với Thực phẩm Bẩn tại chợ Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong vai một người đi mua ruốc về bán xôi, phóng viên đã tìm đến chợ Mai Động, một địa chỉ thường được các tiểu thương truyền tai nhau là có bán loại ruốc siêu rẻ. Tại một quầy hàng, người bán có cả hai loại ruốc, loại ăn được và không ăn được. Thế này là bao nhiêu ạ? Loại này thì chị bán 25.000 cơ, nếu mà nhà hàng lấy ra 20. Loại này nó mới lại kia nó loại này thì nó ngon hơn. Vâng, còn loại kia thì tính ra thì giá toàn gọi là ăn thì ăn kẹp bánh mì thôi, chứ còn để mà ăn thì không ăn được cái loại đấy. Đâu em xem, chị cho em xem cái loại đấy xem như nào. Loại ruốc mà chủ hàng khẳng định không ăn được, chỉ dùng bán kèm với xôi hoặc bánh mì, được để riêng ở một góc. Khi có khách mua buôn hoặc mua về làm hàng thì chủ hàng mới lấy ra. Loại ruốc này chỉ có giá 12.000 đồng một lạng. 12.000 thôi mà. Cái đấy thì nó toàn bột là bột ngọt. Ăn nó khác hẳn. Một loại nó là ruốc đều, một loại nó là ruốc xịn thì nó phải khác nhau cho em. Nhìn nó khác nhau không? Khác nhau cho em nhìn này. Cái này này là thịt nguyên chất này. Cái này là cái pha thêm bột này. Chênh nhau từng đấy giá này. Chênh nhau hẳn 10.000. Pha bột là pha bột gì? Chắc dạng kiểu bột sắn dây. Cái đấy chị không biết đâu. Mình chỉ biết bán thôi. Toàn đưa buôn ra trường học bắt thứ thôi. Tìm đến một hàng có bán loại ruốc tự làm, được chủ cửa hàng khẳng định làm từ thịt nguyên chất, đảm bảo vệ sinh, thì giá ruốc ở đây cao gấp 4 lần giá ruốc siêu rẻ bán tại chợ Mai Động. Khi ruốc đấy là cô làm thì cô bán là 40, thì ruốc mà đi lấy ở ta ruốc không ngon đâu. Không ngon đâu, mấy nghìn làm sao có ngon được. 1kg thịt lợn hiện có giá khoảng 100.000 đồng. Để làm được 1kg ruốc thì cần ít nhất 3kg thịt, chưa kể các loại gia vị khác. Thì ít nhất người làm ruốc phải bán với giá khoảng 400.000 đồng 1kg ruốc thành phẩm mới có lãi. Thế nhưng trên thị trường hiện nay vẫn tràn lan các loại ruốc siêu rẻ, được pha trộn thêm các loại phụ gia để tăng trọng lượng, giảm giá thành, mà đến người bán cũng chẳng dám ăn. Bản thân người bán thì cũng không biết là người sản xuất đã cho những gì để tạo nên loại ruốc có giá rẻ giật mình như vậy. Thế nhưng có một điều mà họ dám khẳng định, đó là ruốc này không ăn được. Thế nhưng vì lợi nhuận, biết không ăn được nhưng lại vẫn bán. Còn người tiêu dùng thì cứ vô tư mà ăn. Thậm chí, ngay cả khi tôi đã đặt hai loại ruốc cạnh nhau, cũng khó có thể phân biệt được đâu là ruốc an toàn và đâu là ruốc không an toàn. Vậy họ, những người sản xuất đã làm thế nào để tạo ra được loại ruốc siêu rẻ như vậy? Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ có câu trả lời và xin được bật mí với quý vị, 120.000 đồng 1kg ruốc vẫn chưa phải là giá rẻ nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.